Hello cả nhà. Lâu rồi nhà mới họp mặt ăn uống bữa cả nhà. Nay là cúng xe cho nên là có làm gà nấu cháo để quay cho mọi người coi nha. Đây, đây là nồi cháo mẹ nấu đây. Hôm nay là gỏi gà củ hành. Đó. Đây, mẹ đây. Mẹ làm gì ạ? Mẹ làm mà Muối rau răm hả? muối rau răm với Muối ớt ớt rau răm. chào cả Muối nhà theo kiểu miền Trung. à, cả nhà khỏe hay cả nhà chúc chúc khỏe cả nhà À, chút nữa quay tiếp. Nói chứ hôm nay cúng xe cả nhà. Xe đi bữa giờ lâu quá là không có cúng. Cho nên là bữa nay là cúng xe. Trời còn nắng quá. À, gà nướng với gà nướng mà khỏi là cháo trắng là cúng theo cái cúng theo kiểu kiểu chay hay sao mình cũng không biết nữa. À, mà dạo này thấy chị Oanh mình cũng cúng cúng cháo trắng không mà cả nhà, không có cúng đồ ăn như xưa nữa. Đây là gà. Đó, gà nướng. Đã đi học về là tranh thủ về là ướp gà nướng mà rất nó mệt quá không có quay ra mọi người coi. Lâu lắm rồi gia đình nó ngồi chung lại với nhau để ăn uống cả nhà. Chung thì ở nhà mình cũng không có ai hết các bạn, nhưng mà có chiều nay có rủ cậu Tám anh Hiến với lại chú Hai phụ làm giường chung á, thì ra đây ăn uống uống mị một hai lon bia chơi thôi, chứ không có ai hết. Nói chung là cũng trong nhà không à, gỏi gỏi với cháo. Cháo thấy hấp dẫn quá. Đây là gỏi gỏi củ hành, gỏi gà củ hành là ngon lắm các bạn, rất là ngon. Rồi, xíu nữa quay tiếp cho cả nhà xem. Quỳnh đâu ta? Quỳnh Tắm à hả? Quỳnh đã đi học rồi cô chú ơi, nay học là vô học lớp 1 rồi hả? Tắm đi chúng ta bao quay nha. Xíu nữa quay ra cho mọi người xem nha. Đây nhỏ Quỳnh ơi. Con chào ông bà cô chú, con mới đi học lớp 1 về. Lớp 1 hả? Nay có vô học gì không? Dạ không. Không hả? Dạ. Muốn ăn cái gì? Ăn gì phê cho cô chú coi này. Dạ được gà. Dạ, ai nướng này? Ai nướng? Ba. Ba nướng hả? Ngon không? Cười khép khép ra coi, không có răng mà cười chứ bự chứ trời. Trời ơi trời. Rồi là răng đẹp như ba nè. Đó, nhưng mới cười bự được không? Con cười khép khép rồi. Mỉm mỉm rồi. Mỉm mỉm đi đó. Ok, hành ra ăn đi con. Ăn đi lắm nhỉ. Ăn đi chút bao quay tiếp. Nào ơi. Nè chào ông bà đi, chào ông bà nè, dạ đây ba, chào nè, con ngã đi, con ngã đi, dạ ngã đi, lại ông bà đi, trời dạ. Làm nhiều quạo với trời, hả? Ai chọc con quạo vậy hả? Hả? Đây, ăn xíu đi xe, ăn xíu cho đi xe. Xe nào đâu hả? Xe nào đâu? Xe của nào đâu? Xe đâu chỉ rồi ra. Xe đâu chỉ rồi? Xe đâu? Xe đâu? À vô, vô ăn nè, vô đây. Vô đây. Trời trời. Đi vô. Đi vô đi vô. Không được đâu thì bạn
chào các chú anh. À, xin mời, xin mời. Quỳnh cứ lấy đồ ăn luôn. Đã tới rồi. Gia đình. Đây bà mời cái lóc. Hai tên nhí. À nha, lên ngồi lên nha. Đi đi đã, lên ngồi bà nội rồi đó. Ngồi bà nội đi con. Ôi trời trời. Con nói lạ rồi. Nói lạ rồi. Sư mẫu, sư mẫu vô. Có một bò đâu? Chào bé ơi. Chào bé nè. Đi mang đi cháu. Chú hai điện con. Rồi, thôi mời mời cả nhà nha. Thôi kệ đi con cắt đỏ. Cái tay chị thủ hàng ngày. Rồi, đông đủ rồi, nhập tiền thôi cả nhà ơi. Đơn giản thôi. Một phần nấu cháo, một phần nướng. Mời cả nhà, lâu quá rồi. Thôi à, mời, mời ba, mời Dương, mời cô Tám, mời chú Hai. Mời anh rỡ. À, quá trời đã. Rồi mời cả nhà tự nhiên. Gọi làm sao? Gà nướng này của thợ nấu thợ quan à, phải không? Đức tưởng quan à. Thợ nấu mới ra trường ha. Có Quỳnh không ăn không? Em ở đâu giờ? Không. Tự nhiên bỏ nhà anh đi. Thì mới ăn cơm nó bắt thầy đó. Nó mới ăn cơm bắt thầy đó rồi đó. Quỳnh ăn hai cái đùi rồi cô. Ủa ai đây? Ai đây? Cười cái đây. Trời, em ra nãy giờ Quỳnh không biết hả Quỳnh? Không. À. Em hôn em cái ai? Ai ta? Nay hôn chị cái kìa. Hôn chị miếng. Hôn chị miếng nữa. Ai, bà ở đây no chưa? À, no chưa? Chưa. No chưa? No không? Gà này hơi bở ha. Gà chợ. Gà chợ nó hơi bở, nướng nó bở. Mẹ đó nữa. Rồi, mới bye mọi người đi, quay sơ sơ cho mọi người biết, lâu quá không gặp gia đình, quay sơ sơ cho cả nhà biết cái thôi. Rồi, xin chào. Hai cả nhà. Chúc cả nhà bình an, sức khỏe. Rồi, cảm ơn luôn. Lâu quá không gặp cả nhà.